Thành ra bây giờ đó, nó có xác có hồn hết. Bên chánh đạo thì đi cứu độ, mà bên tà đạo là nó diệt, nó hại, nó phấy rối an ninh trật tự. Vô trong chùa nó làm sư sãi, để nó làm bậy, để chùa mang tiếng. Như con sâu mà làm sầu một canh vậy, mang tiếng những người chân chính. Vì hồi xưa nó có nguyện mà với Phật mà, sau này nó sẽ vào làm đệ tử của Phật, để nó phá đạo Phật cho hoại. Nhưng mà làm sao hoại được, phải không? Đâu phải tất cả mà mê hết, cũng có người chánh đạo, người ta tu hành để đạt được kết quả. Thì hai cái phía này nó khác biệt. Hạ Trần tại thôn Hòa Hảo là một cái địa danh, còn Phật giáo là cái chân truyền giáo lý của nhà Phật. Phật giáo Hòa Hảo thì ngài xuống trần sanh trưởng tại cái hòa thôn Hảo Cảnh mà mở đạo dạy đời, vì sứ mệnh muốn dìu dắt chúng sanh và biết cơ trời sắp tới. Nhưng lúc đó thì chưa tới, nói ra không ai tin. Đó. Nhưng thầy vẫn đi khuyến nông, vẫn đi khắp nơi khắp chốn để truyền bá giáo lý, những luồng thanh điển của ân trên để tá vào xác của thầy những nguồn lực đó. Và thầy là người giáng trần được lệnh của Thượng Thiên mở đạo dạy đời, dìu dắt chúng sanh đi vào con đường giải thoát. Trong Bát Chánh Đạo, tám điều răn cấm đều có giới luật uy nghiêm hết, nhưng mà chúng sanh quá mê cho nên chưa thấy nó thì chưa tin. À, bây giờ thì đã tới lúc rồi, cho nên con hỏi một câu hỏi này đó, nó rất là chính xác. Nên bàn môn tài phép đa đăng, phi đao bổ kiếm mà mê mang mắt trần. À, ai mà tu tỉnh chuyên cần, làm đường ngay thẳng có thần độ cho. Thì bây giờ con thấy bóng tối thì có phải có ánh sáng, bên chánh phải có tà kèm một bên. Nhưng mà nếu Phật cao nhất xích, ma cao nhất trượng, nó thua Phật là ở chỗ lòng từ bi thôi. Nó diệt chứ nó cứu không được. Còn Phật luôn luôn lúc nào cũng độ, độ tha, giác diệu sanh chúng. Cho nên hai cái khối này không thể hòa hợp với nhau được. Nó luyện rất là tinh vi, nó cũng ngồi thiền ngang, nó cũng nói nó là tu. À, nhưng mà cái tâm nó còn tham vọng, muốn cao ngôi, muốn chiếm đoạt, muốn làm Phật thánh tiên. Thì cái tâm vọng đó nó lọt vào cái cảnh giới của ma dương. Ừ. Cho nên bữa hổm con hỏi đó, làm sao mà trời mở cửa quỷ dương xuống thế đó. Thì đã cho xuống hết rồi, ở dưới cũng cho lên hết rồi đó. Thì bây giờ nó đang trà trộn. Cô Năm đêm hôm là họp toàn bộ huynh đệ trong cái ngôi này hết, để có một cái chuẩn bị, một cái tư thế và cái sự tu phải đúng luật giới, nghiêm túc, từ lời ăn tiếng nói, từ sự việc, để bảo vệ một cái chánh pháp mà con người tu chân chính là người có sứ mệnh thiêng liêng, có một cái quyền lực ơn trên chuyển, củ quyền chuyển về đây để hợp tác với nhau mà tu. Tu không phải ngồi im lìm gò bó
nói rằng mình tu, mà phải mở mang cái tâm từ bi, mở rộng vòng tay để tiếp đón những người đi sau hơn mình. Và được cái tâm mở ra thì huynh đệ và mọi người đến gần gũi mình hơn. Thì cái gần gũi đó mình dễ thuyết minh, mình dễ nhắc nhở cho người ta tu. Đó là chuyện công đức đó. Còn huynh đệ sống chung thì phải biết thương nhau, trợ duyên với nhau trong khi bệnh hoạn. Người này chăm lo người kia, người kia chăm lo người nọ. Thì suốt đời chẳng lẽ mình không bệnh hoạn, thì mình phải sống như vậy. Cô Năm đêm hôm cũng nói chuyện cả tiếng, hơn tiếng đồng hồ. Thì bây giờ tới giai đoạn này thì cô Năm xin nói lên cho con biết và trên cộng đồng mạng. Nhiều người cũng lão thông rồi, cũng hiểu việc này hết rồi, còn những người cũng chưa biết được đó. Thành ra bây giờ đó, nó có xác có hồn hết. Bên chánh đạo thì đi cứu độ, mà bên tà đạo là nó diệt, nó hại, nó phấy rối an ninh trật tự. Vô trong chùa nó làm sư sãi, để nó làm bậy, để chùa mang tiếng, như con sâu mà làm sầu nồi canh vậy, mang tiếng những người chân chính. Vì hồi xưa nó có nguyện mà, với Phật mà, sau này nó sẽ vào làm đệ tử của Phật, để nó phá đạo Phật cho hoại. Nhưng mà làm sao hoại được, phải không? Đâu phải tất cả mà mê hết, cũng có người chánh đạo, người ta tu hành để đạt được kết quả. Thì hai cái phía này nó khác biệt nhau xa. Sau này nó đứng trước cửa mình, nó biết tên tuổi mình hết, nó đến kêu mình đi. Bởi ông bà đó nói đồ cũ đồ rách gì các con buộc một chùm lại vậy nè, buộc lại gói lại, khi đến kêu đi thì nói cho tôi gửi đồ này cho chồng tôi, cho con tôi đã đi trước rồi đó, thì nó đi khỏi, mình thoát qua ách nạn. Thì từ nay sắp tới đã đến lúc rồi, bà con nên cẩn thận. Có người điện đến cô Năm, nói người này nói là đệ tử của cô Năm mà khuyên con tu, mà làm thầy trị bệnh nữa. Nhưng mà sao con thấy kỳ kỳ. Cô Năm thấy sao? Tôi nói không, mượn danh cô Năm chứ cô Năm không có đệ tử. Cô Năm sống bình đẳng là huynh đệ thôi. Nhưng mà cái thời này em nên nhớ, giả đạo bàn môn nó rất là nhiều. Nó mượn sắc áo của người tu để nó lừa đảo, nó lường gạt, để nó chiếm dụng. Thì mình phải có chánh kiến, phải có trí tuệ, không tin ai hết. Mà cái gì đáng tin thì mình phải nhận rõ, chứ đừng bả đâu tin bướng nghe càng, làm ngu muội đọa thân uổng kiếp đó. Cho nên nó đậu lớp thật sự. Cái vị đó đó, hồi đó có đời vợ, miệng nói tên, rồi đánh đập người ta ngoài Đà Nẵng, rồi thôi với nhau. Sau cái cạo đầu, cái xin vô ở đây tu, thì cô Năm thấy người tu muốn tu mà cô Năm đâu có bỏ, cho ở tu. Cái gặp một cô giáo đó lên đây mượn chở mua sâu chuỗi, cái hai người kết nhau nữa, thành vợ chồng nữa, có đứa con rồi cái cũng bỏ anh ta đó. Rồi bây giờ đi khắp nơi khắp chỗ làm thầy trị bệnh, cũng nói đạo đồ. Nhưng mà sau đó thì xin cô Năm tịnh một tuần nhập thất á. Nhập thất thì đúng một tuần lễ mới được ra. Còn này mới 3 ngày thôi,
ra cái lấy áo dài áo tròn rồi mặc vô cái quỳ lại của Năm, nói bà Năm ơi con đắc đạo rồi. Con đã đắc đạo rồi, bây giờ con xả, thế nên mày chết, mày bước vô liền, mày bị thiên ma gạt rồi. À, tham vọng nhập thất mà còn vọng tưởng đắc đạo rồi, đắc làm sao nói tao nghe coi. À, cái này mình đã trải qua rồi con đó. Thành ra nó nói ra là mình hiểu liền, trở vô liền, không được ảo tưởng. Định tinh thần lại, định tâm lại, ma nó hiện ra Phật được nha, con đắc đạo rồi, nó không cho mình tỉnh. Hồi xưa có một cái huynh đệ này là họa sĩ ở Phú An, cô Năm ở cốc tu đó, thì cũng lòng vọng tưởng. Bữa đó mới thấy Phật đến, nói ngày mai này đúng 12 giờ là Phật sẽ đến rước con. Đó. Thì cái nhà đó ở ngoài đường cách chừng 500 dặm. Cái chưa tắm rửa rồi lên đắp mền nằm xuôi xuống vậy nè, chờ Phật rước. Kêu huynh đệ anh chị em dòng họ lại hết, đứng có hàng có ngủ. Thì bà mẹ của huynh đó, một tuổi với cô Năm, là cái huynh đó là một tuổi với cô Năm, bà mẹ cũng lớn tuổi, cha mẹ cũng ăn chay trường, vô nói cô Bảy ơi, bây giờ thằng Nhơn sập Phật sắp rước nó rồi, bây giờ tôi mời cô ra ngoài một chút. Cô Năm nghe nói, cô Năm biết liền, cô đi ra. Ra thì thấy nằm xuôi tay nhắm mắt đó, để chờ đúng 12 giờ Phật rước. Thì gia đình dòng họ xúm lại đứng hai hàng đó. Mấy là cô Năm thấy, cô Năm nói, bác Út ơi, bác cho con một cái bông với một ly nước trắng đi. Cô Năm không nói gì hết, cô quỳ trước Tam Bảo, cô Năm nguyện. Rồi cô Năm lại đứng trên đầu á, đầu giường á, cô cầm cái bông, cô bắt tay ấn này, cô Năm hớp ly nước đó, cô Năm phun một cái phèo, bắt đầu bật ngồi dậy liền. Bật ngồi dậy nó, ủa mà ở nhà cửa đông dữ vậy, con thấy ghê không, không có cô Năm là đi đứt rồi đó. Mận gì mà bu đông dữ vậy? Tôi nói nãy giờ huynh nằm chờ Phật trước hả? Thế nói, tôi thấy Phật chưa, tôi đúng 12 giờ này là Phật đến trước đó, cho nên tôi tắm rửa đàng hoàng, tôi nằm đây để mà chờ Phật trước. Tôi nói huynh tu đã lạc đường lối rồi, không có Phật nào mà đến mà hiện thân mà nói chỗ đó, chỉ có tâm mình vọng quá thì thiên ma nó biết cái ý của mình đó, nó gạt, nó bắt cái hồn mình đi theo nó. Tại vì cái đề tài này thì cô Năm mới dẫn chứng, nó hơi dông dài, nhưng mà nó đúng với ý nghĩa của cái thời đại của thiên ma. Đó. Còn bác Út Kiệt ở dưới cũng An Giang mình, mà ở dưới Long Xuyên, bác chứa người tu sĩ nhiều lắm, mà dạy cái pháp ngồi thiền á con, để cái tâm trống không à, không có niệm Phật. Thì có một vị đó cũng thấy Phật đến kêu, đúng trưa này phải cắt cổ để Phật rước. Đó thì, nhưng mà không nói với bác Út. Coi khách kìa con. Thì mài cái dao cho thiệt bén. Đó trưa đó bắt đầu
khứa khổ. Dạ. Là tá họa lên là mới hay như vậy. Thì khùng khùng điên điên, khùng khùng điên điên chứ, chứ không còn tỉnh nữa. Chở đi nhà thương. Cho nên đó tới sau là huynh bác Út Kiệt đó không dạy pháp thiền nữa, mà dạy cái pháp niệm Phật. Cho nên tu đừng để lạc pháp, tu phải học pháp cho rõ ràng. Cái pháp môn niệm Phật là một cái hàng rào kiên cố, chúng ta có thể định tâm được, chú tâm vào cái pháp được. Còn cái tâm nói thiền là xả tâm không rồi. Như cái nhà con mở cửa thì ai cũng vô được hết. Thiên ma nó quá dễ mà, nó thừa cơ hội trống đó để bước vô, đặng nó hại người tu, nó diệt người tu. Mình tu càng nhiều thì nó mất chỗ càng nhiều. Cho nên lúc nào nó cũng tranh hết. Nó so cửa, nó tranh, tranh nhau để cố đè ép, cố diệt những người tu chân chính. Chính cô Năm ở đây, đâu có đụng chạm tới ai, cũng lo tu hiền. Mà nó lấy bùa nó yếm, một lá bùa bự vậy nè. Đó, cô Năm biết, cô Năm xuống lấy, đem đi đốt. Nhưng mà không nói tới ai hết. Rồi cô Năm đứng ngồi nói đạo, xây lưng vô, xây mặt ra, mới đây nè, hôm trước đó. Nó quầy vô, nó cúng rồi, nó dây ra, nó ăn tay ni rồi đàng hoàng nha. Mặc đồ như là người sang trọng vậy. Nó từ ở trong bằng Phật bước ra, nó lù ra, nó vố vô cái lưng cô Năm một cái bóp vậy nè. Cô Năm hờ cơ là giật mình thiệt, là nó bước qua tới đó, nó chống mặt, nó quay mòng mòng rồi nó gục đầu xuống tại đó, nó đi không được. Thì mình tu cũng có hộ pháp chứ con. Trong cái vô hình thì nó xử lý. Còn những người có ý đồ muốn hại cô Năm đều bị nạn kiếp hết, đều gặp những điều không phải. Vì các chư thiên, chư thánh, chư thần, chư Phật đều là nguyện lực ủng hộ người tu chân chính. Thì thế gian này cũng vậy. Con thấy người tu chân chính lúc nào con cũng quý phải không? Cũng thương, cũng muốn trợ duyên, cũng muốn giúp đỡ. Còn con làm tầm bậy, người thấy cái gương hạnh của con không đúng thì người ta gian ra, người ta đâu có lợi gần mình nữa. Thành ra